Từ xưa, ông bà ta đã có câu: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Vì vậy mà, ai không cười, người đó lỗ lắm à nha. Mỗi ngày tiếng cười hạnh phúc luôn là liều vitamin tạo ra năng lượng tích cực cho cuộc sống chúng ta. Tại làng trẻ em SOS Gò Vấp, trong ngôi nhà Hoàng Yến, tôi, một người mẹ, như được trẻ lại mỗi ngày với tiếng cười giòn tan của các con. Đối với tôi, hạnh phúc giản đơn lắm. Hạnh phúc là được nhìn ngắm các con lớn lên từng ngày, nhìn các con cùng nhau vui đùa, hồn nhiên, sống vui tươi và thật khỏe mạnh. Tiếng cười hạnh phúc có sức mạnh to lớn, giúp vực dậy những cơ thể mỏi mệt, sống lại những tâm hồn buồn bã. Nhất là trong mùa Covid này, tiếng cười tích cực tạo thấy nhiều lạc quan và yêu đời, vơi bớt đi những lo lắng, muộn phiền cũng như sợ hãi. Hôm nay bạn đã cười tươi cùng ai chưa? Nào, hãy cùng nhau tạo ra những tiếng cười để lan tỏa năng lượng tích cực đến cho nhau. Bạn sẽ thấy hiệu quả thật bất ngờ.